Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu thì hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món bánh rán mặn hay là bánh cam nhân thịt. Thì cái vỏ bánh này á, Diễm có điều chỉnh lại để cho khi mà mình chiên á, cái vỏ nó sẽ giòn hơn. Tại vì bên trong là nhân thịt sống nó sẽ bị ra nước. Đồng thời phần nhân á, mình cũng sẽ biết cách chế biến để làm sao cho nó thiệt là thơm ngon. Thì cách làm như thế nào? Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh rán mặn này với Diễm nha. Mình đi chuẩn bị phần nhân của bánh trước. Diễm cân ra đây là 10g nấm mèo. Cái nấm mèo này Diễm mua nó cắt sẵn như vậy ha. Mình dùng cái nấm mà chưa cắt cũng được luôn. Mình sẽ cho nước ở nhiệt độ phòng, không nóng cũng không lạnh, vào mình ngâm trong khoảng thời gian là 30 phút. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị bún tàu. Ở đây Diễm có 30g. Cái bún tàu này thì một lọn nó tới 45g á. Nếu mà mình muốn ăn nhiều thì mình dùng nguyên 45g cũng được. Đây là hiệu mà Diễm dùng. Bây giờ mình sẽ mang cái bún tàu này mình đi trụng dưới nước sôi cho nó chín. Nước thật là sôi á, thì mình cho bún tàu vào. Và từ lúc này á, mình canh cái thời gian là 3 phút nha. Mình hạ lửa trung bình ha, giữ cho nước luôn sôi. Mình thấy sữa bún tàu á, lúc mà gần 3 phút nó sẽ chuyển sang màu trong và bắt đầu nó mềm. Mình trụng giống như là cho nó chín luôn ha. Thì lúc này mình nhấc khỏi bếp liền và mình cho ra một cái rây á. Sau đó mình sẽ xả lại nước cho cái sữa bún tàu nó săn lại. Rồi mình để cho ráo nước nha. Sau khi ráo nước rồi á, thì mình mới mang, mình đi mình cắt nhỏ. Lúc này nước nó đọng bên dưới cũng hơi nhiều nè. Mình cắt cái bún tàu này nó nhỏ, gần như là nhuyễn luôn á. Để khi mà mình vo cái viên nhân á, viên nhân nó sẽ không có bị rời ra. Nếu mà mình làm với cái số lượng nhiều á, thì mình có thể cho vào trong máy mình xay cũng được. Nó Diễm cắt ra cho nó nhỏ như vậy. Nấm mèo á, sau khi mình ngâm được 30 phút á, mình rời vào, mình thấy nó mềm ha. Và cái nấm mèo này á, Diễm thấy nó hơi hôi. Vì vậy á, mình sẽ mang, mình đi, mình rửa lại ha. Mình cứ xả nước lạnh thôi. Mình giống như là mình bóp nó tí xíu. Sau đó mình sẽ dắt cho nó ráo, rồi mình lại xả nước mới. Diễm và rửa như vậy á, khoảng từ 2 tới 3 lần. Sau khi xả nước được 3 lần á, thì mình ngửi thử ha. Mình thấy nó không có còn cái mùi lạ, cái mùi hơi hắc á, là được. Dắt cho ráo rồi bây giờ mình cũng mang nấm mèo đi mình cắt nhỏ nha. Nấm mèo á, thì mình sẽ cắt cho nó nhuyễn hơn bún tàu tí xíu. Là như vậy. Để sang một bên ha. Tiếp theo á, Diễm có đây là hành tím. Mình cân ra là 50g nha. Hành tím này á, mình sẽ bằm, không phải bằm cho thật là nhuyễn mà mình bằm nhỏ ha. Để một phần á, mình trộn vào trong thịt. Phần còn lại mình sẽ đem mình phi vàng để cho cái nhân nó thơm hơn. Nhân của bánh rán mặn á, thì mình dùng thịt heo. Ở đây Diễm mua thịt heo xay sẵn cho nó tiện. Mình cần là 300g. Thịt heo này á, mình cũng không cần phải dùng có nhiều mỡ ha. Tại mỡ nhiều quá bánh chiên thì mình ăn nó dễ ngán. Diễm sẽ lấy cái hành tím hồi nãy mình băm á, khoảng 1 muỗng canh Diễm cho vào. Diễm nêm thêm 3g muối, 5g đường. Cách đong đo bằng muỗng á, thì Diễm ghi ở phần miêu tả video nha. 4g bột nêm gà. Và mình sẽ trộn cho cái thịt á, nó thấm đều gia vị ha. Bóp cho thật là đều. Rồi mình để ở đây. Bắt một cái chảo lên bếp á, Diễm cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Và mình lấy cái phần hành tím hồi nãy mình đã băm đó, mình cho vào. Bật lửa thiệt lớn ha. Và bây giờ á, mình sẽ phi cho cái hành này nó vàng, nó thơm. Đồng thời cái lượng nước trong hành nó cũng tỏa ra bớt á, thì lúc mà mình chiên nó không có làm cái bánh nó bị mềm. Đó, khi mà Diễm thấy bắt đầu một phần nó chuyển sang vàng như vậy thì Diễm lấy liền nấm mèo á, Diễm cho vào. Và lúc này mình hạ xuống lửa trung bình nha. Và mình đảo sơ khoảng chừng 10 giây à. Rồi mình tiếp tục mình lấy cái bún tàu mình đã cắt nhỏ rồi đó, mình cho vào luôn. Rồi mình cũng đảo sơ thêm khoảng 10 giây nữa cho bún tàu và nấm mèo á, nó đều với nhau. Rồi mình sẽ nêm nếm. Diễm nêm vào đây là 4g bột nêm gà, 2g muối. Và mình đảo cho cái gia vị nó thấm đều vào trong phần bún tàu và nấm mèo. Thời gian thì khoảng 1 phút ha.
Mình xào lên như vậy giúp cho cái nhân á, nó sẽ thơm ngon hơn rất là nhiều. Nhắc khỏi bếp á, thì mình để cho cái phần bún tàu và nấm mèo này nó thiệt là nguội á, rồi mình mới cho vào trong thịt nha. Diễm kiểm tra, Diễm thấy bún tàu và nấm mèo đã nguội rồi thì mình cho vào trong cái thịt heo xay mình đã ướp và mình đeo bao tay vào. Mình trộn cho thật là đều nha. Đang trộn thì Diễm mới nhớ là mình quên một cái nguyên liệu rất là quan trọng giúp cho cái nhân thơm hơn, đó chính là tiêu. Mình cho thêm một muỗng cà phê tiêu nha. Tiêu á, mình cho nhiều thì nó sẽ cay, lúc mà chiên cái nhân nó thơm hơn nhiều lắm. Đó, cái nhân này sau khi mình trộn xong rất là thơm luôn. Và nó mềm, nó dẻo nữa. Bây giờ á, mình sẽ chia nhân luôn nha. Mình chia mỗi viên nhân á, là 20 gram. Mình nên cân đi, tại vì như vậy á, lúc mà mình chiên cái thời gian nó chính xác, cái nhân nó chín và cái bánh nó cũng ngon nữa. Thì với cái lượng nhân này đó, Diễm chia ra được 22 viên ha. Mình sẽ bọc nhân lại cho thật là kín và mình cất trong tủ lạnh, giúp cho viên nhân nó chắc hơn á, khi mà mình do bánh sẽ dễ dàng. Bây giờ mình đi làm bột nha. Bột á, mình cần ở đây là bột nếp và Diễm sử dụng hiệu này của Thái Lan, mình dùng hiệu nào cũng được ha. Một gói bột như vậy nó là 400 gram, mình dùng hết luôn. Để cho cái vỏ bánh nó giòn hơn á, thì Diễm sẽ cho thêm 40 gram bột gạo. Bột gạo á, thì Diễm cũng sử dụng hiệu của Thái Lan, đây là bột gạo bình thường nha, không phải là bột gạo lọc hay là bột gạo tẻ. Diễm cho thêm 5 gram bột nổi sẽ giúp cho cái vỏ bánh nó được xốp và nó giòn lâu hơn. Đây là hiệu bột nổi mà Diễm dùng nè. Về đường á, thì mình cần 140 gram, lượng đường mình không có nên bớt nha. Nếu mình bớt đường thì khi mà mình chiên á, cái bánh nó sẽ bị nổ. Đồng thời đường á, cũng giúp cho cái bánh nó giòn hơn. Mình dùng phối lòng á, mình trộn cho những nguyên liệu khô thật là đều với nhau ha. Để sang một bên, bây giờ Diễm đi chuẩn bị phần khoai tây. Mình cũng có thể sử dụng khoai lang, không nên dùng bột nha, tại vì mình cần khoai tây tươi, nó có cái lượng nước và cái độ bùi đó, thì vậy giúp cho cái vỏ bánh đó, nó không có bị quá khô và quá dai khi mà mình chiên xong mình để nguội. Thì lượng khoai tây á, mình cần không có nhiều, với công thức này á, thì mình cần 60 gram thôi. Và hôm nay á, Diễm trộn một lần 400 gram bột luôn, vì vậy á, mình sẽ cho nước vào trong khoai tây. Lượng nước là 240 gram, nước ở nhiệt độ phòng, không nóng cũng không lạnh. Mình sẽ mang cái hỗn hợp nước và khoai tây này mình xay cho thật là nhuyễn ha. Diễm xay bằng cái cối xay cầm tay, mình xay bằng máy sinh tố cũng được nữa. Mình xay như vậy á, thì khi mà mình trộn á, cái khoai tây nó dễ đều vào trong bột, nhất là lượng bột nhiều như vậy. Đó, mình thấy mình xay ra được cái hỗn hợp nước khoai tây nó sệt. Bây giờ mình đeo bao tay vào và mình nhồi, mình cũng có thể nhồi bằng máy nha. Bây giờ á, mình cứ túm bột lại như vậy nè, mình đừng có bóp, tại vì lúc mà mình bóp nó rất là dính tay. Đó, mình cứ túm, mình tém cái bột khô vào trong cái hỗn hợp nước khoai tây đó, cho nó thấm đều. Và lúc đầu á, có thể mình thấy nó rất là khô, nhưng mà Diễm lưu ý á, mình nên trộn nè, mình đảo đều như vậy, khoảng thời gian từ 2 tới 3 phút á, thì lúc này đường á, nó bắt đầu nó mới tan ra, thì nó làm cho cái bột nó ẩm hơn. Đó, mình trộn cho tới khi mà mình thấy không còn bột khô luôn. Và mình bóp lại, mình thấy cái khối bột nó chắc, nó ẩm ha, chứ không phải thiệt là khô. Xem ở dưới cái đế thau á, mình thấy không còn bột khô nữa, thì mình mới bắt đầu mình cho thêm nước. Chứ mà mình chưa trộn được như vậy, mình đã cho thêm nước vào, thì từ lúc cho nước sẽ làm cho cái bột nó rất là nhão luôn. Thật ra mình nhồi bột bằng tay thì nó ngon hơn, tại vì mình cảm nhận được cái độ ẩm của bột á. Đó, Diễm thấy bột nó ẩm nhưng mà rất là cứng. Diễm sẽ cho đầu tiên vô một muỗng canh nước trước nha. Mình đừng có cho nhiều, mình cho từng muỗng canh một á, để mình dễ điều chỉnh hơn. Mình nhồi cho cái nước này nó thấm đều vào trong bột. Thì lúc này á, Diễm cảm nhận là Diễm thấy cái khối bột nó vẫn còn rất là chắc và cứng, nó khô ha. Mình có thể bóp thử lại như vậy, nó chưa có mềm dẻo. Thì Diễm tiếp tục, Diễm cho thêm một muỗng canh nước nữa. Lưu ý là nước ở nhiệt độ phòng, không nóng cũng không lạnh nha. Rồi mình lại tiếp tục mình nhồi. Và nếu mà khô á, thì mình sẽ cho thêm nước nữa ha. Thì Diễm cho tổng cộng á, là 2,5 muỗng canh nước đó nha. Cách kiểm tra bột rất là dễ. Mình cầm cái cục bột lên. Và bây giờ á, mình xe cho cái viên bột nó tròn lại. Sau đó mình sẽ ấn cho cái bột nó dẹp.
Thì lúc mà mình ấn dẹp ra mình thấy cái bột nó mềm nhưng mà nó chắc nha. Và mình cầm á, mình cảm thấy nó hơi mềm tí xíu. Đó, như vậy thì bột rất là chuẩn luôn. Nếu mà mình làm cái bột nó hơi khô á, thì cái bánh nó dễ bị nứt. Còn nếu mà cái bột nó ướt quá thì cái bột nó mềm, mình lại khó nặn cái viên nhân hơn. Bột nhồi đạt rồi á, thì mình sẽ vo lại thành một cái khối tròn. Và mình lấy màng bọc thực phẩm á, mình đậy lên trên. Mình để bột nghỉ ít nhất là 30 phút ha, là mình mang mình đi gói bánh được. Nhưng á, sau khi Diễm cất trong tủ lạnh được 2 tiếng á, thì Diễm lấy ra mình thấy bắt đầu nó chắc hơn. Như vậy á, thì mình rất là dễ để mình gói bánh ha. Diễm có xem được một chia sẻ là mình sẽ làm cho cái thịt này nó chín, nhưng mà Diễm thấy mình làm thịt sống như vậy cái bánh ăn nó ngon hơn. Bột á, khi mình lấy ra thì mình chỉ lấy cái phần mình làm thôi ha, còn lại thì mình nên đậy tránh cho bột nó bị khô. Một viên bột á, thì mình cân là 35 gram ha, nhân 20 gram thì bột 35 gram. Cái bánh rán mặn này á, thì bột mình làm cho nó dày chút, tại vì cái nhân á, lúc mà mình chiên nó ra nước, mình làm mỏng quá thì nó dễ bị nứt đó. Mình vo viên bột cho tròn và nó mịn. Sau đó mình sẽ dùng cái ngón cái và ngón trỏ nè, mình ép cái viên bột ra, vừa xoay vừa ép như vậy. Đừng có bự quá ha. Và cái thành mình nên làm cho nó mỏng chút. Rồi mình cho viên nhân vào ngay giữa. Úp lại. Rồi mình dùng cái lòng bàn tay của mình đó, mình áp cho cái bột nó sát vào trong viên nhân. Sau đó mình lật lên trở lại ha, thì bột nó bao còn chừa lại khoảng 1 phần 3 của viên nhân á. Rồi mình mới dùng cái lòng bàn tay của mình á, mình vừa xoay, mình vừa túm để mình kéo cái bột cho nó díp cái mí. Đó, như vậy. Mình xem nếu mà nó dính thịt hay là nấm mèo thì mình gỡ ra ha. Rồi bây giờ mình sẽ xe cái viên bột cho nó tròn và nó mịn nha. Đó, như vậy. Rồi mình dùng cái lòng bàn tay của mình á, mình ấn cho cái bánh nó dẹp. Diễm thấy với cái cách mà tạo hình như vậy á, thì mình chiên rất là dễ dàng. Diễm cũng có thử với nhiều cách tạo hình lắm, thì Diễm thấy mình nên làm cái cách này, chiên vừa nhanh vừa dễ, mình không cần phải đảo cái bánh nhiều. Mình sẽ gói bánh hết á, rồi mình mang mình đi chiên nha. Nếu mà không khí nhà mình khô thì mình lấy cái màng bọc thực phẩm á, mình đậy như vậy, tránh cho bột nó khô quá thì nó dễ bị nứt. Cái lượng bột còn lại là khoảng 130 gram á, mình có thể lấy mình vo giống như bột không để mình chiên như bánh nếp á, cũng rất là ngon. Dầu á, cần nóng đủ nha, nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F rồi mình mới cho bánh vào. Và cho bánh vào thì mình để yên ha, mình không có đụng vào bánh gì hết. Và mình đợi cho bánh bắt đầu nó nổi lên. Mình thấy cái bánh nó nổi lên hết rồi thì bắt đầu mình mới lật bánh ha. Thời gian để chiên bánh này á, Diễm có canh chính xác là 12 phút luôn. Thì mình chiên á, khoảng 2 phút mình sẽ trở bánh một lần. Như vậy á, thì hai mặt bánh nó sẽ vàng đều và mình chiên á, nó không hề bị văng dầu ra ngoài hay là bánh bị nổ gì hết. Cứ canh 2 phút là mình trở mặt bánh một lần. Dưới cái cách làm bột này thì Diễm thấy mình chiên rất là dễ dàng luôn. Đó, cái này là Diễm chiên được 11 phút rưỡi thì mình trở mặt bánh một lần nữa ha. Rồi bắt đầu mình vớt bánh ra. Bánh để giòn lâu á, thì mình phải chiên cho nó thiệt là vàng như vậy nè. Bởi vậy nhiệt độ của dầu phải đúng ha. Và chiên như Diễm nói đó, phải trở đều mặt. Và mình sẽ để bánh ra cái rổ như vậy. Mình đừng có lót giấy ha. Và cũng không đậy lại thì bánh giòn rất là lâu. Bánh này á, mình có thể ăn không. Nhưng mà ở ngoài Bắc á, thì sẽ ăn chung với lại cái nước chấm làm rất là nhạt luôn. Thì cái cách làm nước chấm là mình sẽ cho 300 ml nước vào một cái nồi. Tiếp theo á, mình cho thêm 35 gram đường. Nước mắm á, thì Diễm cho 55 gram. Mình có thể điều chỉnh tùy cái độ đạm của cái nước mắm mình dùng ha. Và bây giờ á, mình nấu cho cái nước mắm này nó sôi lên. Mình đợi cho nó sôi bùng lên á, thì mình sẽ cho giấm. Giấm Diễm dùng á, là 5% thì Diễm cho 7 gram. Rồi mình đợi cho sôi trở lại đó, mình hạ xuống cái lửa nhỏ, mình nếm lại sao cho cái nước chấm này nó có cái vị nhạt chứ không có đậm đà, nhưng mà nó chua chua ngọt ngọt nha. Mình nhắc khỏi bếp rồi mình để cho nó nguội. Thích cay á, thì mình sẽ dùng ớt, và Diễm thấy mình nên có ớt ha, giúp cho cái màu của cái nước chấm nó đẹp hơn. Mình giã ra cho thật là nhuyễn như vậy nè. Diễm dùng cái ớt này thì nó không có cay lắm, nhưng mà nó giúp cho cái nước chấm nó có cái mùi thơm.
rất là hấp dẫn. Và với những cái món chiên á, mình nên có thêm tí xíu đồ chua á, mình ăn á, nó đỡ ngán hơn. Đồ chua làm rất là đơn giản. Diễm cần ở đây là 100g cà rốt và 100g dưa chuột. Nếu đúng á, thì mình nên làm su hào, nhưng mà Diễm tìm su hào không có thì Diễm thay bằng dưa chuột thấy cũng ngon. Mình nên gọt vỏ bớt và mình bỏ cái phần ruột của dưa chuột đi ha. Tại vì mình ngâm lâu á, mình giữ thì nó sẽ bị mềm. Rồi mình cắt ra thành từng lát có độ dày khoảng từ 1 cho tới 2 mm. Mình nêm vào 1/5 muỗng cà phê muối. Đường thì mình cho 30g là 2 muỗng canh. Lượng giấm thì mình cũng cho 2 muỗng canh luôn là 30g giấm. Nước thì mình sử dụng nước đun sôi để nguội nha. Diễm cho vào 60g là 4 muỗng canh. Rồi mình trộn lên cho thật là đều. Mình để ít nhất 30 phút cho nó thấm là mình có thể ăn được. Hoặc là mình cũng có thể làm sẵn mình cất trong tủ lạnh cũng được luôn. Diễm đã chiên xong hết bánh rồi nè. Thì bánh này á, nếu mà mình chiên đúng thì mình để nó giòn được từ 4 cho tới 5 tiếng luôn đó. Rất là giòn. Cái vỏ bên ngoài nó giòn nhưng mà bên trong nó vẫn mềm ha. Và Diễm thấy á, ngon nhất là mình ăn trong vòng 1 tiếng. Nói chung đồ chiên mà mình để lâu quá thì nó lại không có ngon. Khi ăn á, thì mình cắt ra như vậy nè. Rồi mình sẽ lấy đồ chua đó, mình cho vào trong chén nước mắm và mình chấm cái bánh này vào. Ăn chua chua ngọt ngọt đỡ ngán, hấp dẫn lắm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được bánh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.